Nguyễn Phi Hùng và cuộc sống độc thân vui tính ở tuổi 43 Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977, tên tuổi của anh gắn liền với những ca khúc làm sai đắm bao trái tim thiếu nữ những năm 2000 như dáng Em, Tình Mộng, Phút Ban Đầu. Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Chàng nghệ sĩ điển trai còn để lại dấu ấn trong các bộ phim nổi tiếng. Sự xuất hiện của anh, dù ở vai trò ca sĩ hay diễn viên đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Mặc dù có sự nghiệp viên mãn, nhưng hiện anh vẫn chăn đơn gối chiếc trong căn biệt thự của mình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hiện tại Nguyễn Vi Hùng đang sống trong một ngôi biệt phủ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 số, Ngôi nhà rộng rãi khang trang, chỉ tính riêng diện tích để ở cũng lên đến, đến 1 200 m vuông phần còn lại là sân vườn với cây cối và hồ bơi. Từng góc nhỏ trong nhà đều được nam ca sĩ sắp đặt trang trí rất đẹp mắt, đậm chất nghệ thuật. Được biết, ngôi nhà này Nguyễn Phi Hùng đã mua từ năm 2002 là nơi anh trở về, tìm kiếm bình yên sau những giây phút làm việc mệt mỏi. Mặc dù nam nghệ sĩ không tiết lộ số tiền cụ thể, nhưng chỉ nhìn qua cơ ngơi hành tráng, khán giả cũng nhầm đón được giá trị chắc chắn không hề nhỏ. Và không chỉ hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng còn là người đàn ông đa tài khi anh kinh doanh rất thành công. Hiện nay, nam nghệ sĩ đang sở hữu một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh còn thử sức ở lĩnh vực bất động sản và đạt nhiều thành công. Nhờ đó, Nguyễn Phi Hùng nhanh chóng tậu được cho mình một căn nhà ở quận Tân Bình với cơ ngơi là 3.000m2 tại ngoại thành. Sự nghiệp viên mãn nhưng vẫn cô đơn ở tuổi tứ tuần trong khi các nghệ sĩ cùng thời với anh đã lập gia đình và sinh con thì nguyễn vi hùng vẫn sống độc thân vui tính giọng ca dáng em là người kính tiếng trong chuyện tình cảm anh rất ít khi chia sẻ về chuyện cá nhân của mình với báo chí truyền thông chỉ một vài lần hiếm hoi khán giả được nghe anh bộc bạch về mối tình gian dở và khoảng thời gian đau khổ khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp Nguyễn Phi Hùng hiện nay không còn bon chen phát hành ca khúc nữa, anh tập trung vào công việc kinh doanh và dành thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng tham gia một số chương trình truyền hình và biểu diễn ở nhiều nơi. Ở tuổi 43, phong độ và tài hoa của Nguyễn Phi Hùng vẫn khiến cho bao người hâm mộ say mê. Bạn nghĩ sao về cuộc sống độc thân vui tính của nam nghệ sĩ này? chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh người nhà quê chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chương mục tinh nghệ sĩ